tình hình dịch bệnh khiến cho khách hàng không mấy hứng thú với việc mua xe mới, đặc biệt là mẫu xe có kiểu dáng không quá phổ biến với người dùng Việt Nam. Dưới đây là 5 mẫu xe có doanh số thấp nhất tháng 2 năm 2020. Thứ nhất, Toyota Hiace 3 xe. Mặc dù có lợi thế giá bán hơn hai đối thủ Hyundai Solatti và Ford Transit, nhưng doanh số của Toyota Hiace trong tháng 2 năm 2020 lại thua đối thủ khá xa. Ford Transit bán được 153 chiếc, Hyundai Solatti không công bố doanh số. Hiace sở hữu kiểu dáng trung tính, không phù hợp với thị hiếu chung của người Việt Nam. Toyota Việt Nam hiện phân phối Hiace với một phiên bản duy nhất sử dụng động cơ diesel. Khối động cơ diesel tăng áp sản sinh ra công suất 132 mã lực và 350 Nm. Thứ hai, Toyota Alpha 4 xe. Mẫu xe MPV hạng sang của Toyota lại tiếp tục xuất hiện trong danh sách này. Doanh số của Alpha trong tháng 2 năm 2020 thấp hơn tháng trước đến 5 xe. Với giá bán 4 tỷ 038 triệu đồng cùng với kiểu dáng không quá phổ biến, Toyota Alpha được nhận định sẽ tiếp tục có mặt trong danh sách những mẫu xe bán chậm nhất. Toyota Alpha sử dụng động cơ 3.5 lít cho ra công suất 296 mã lực kết hợp với cụm hộp số tự động 8 cấp. Xe được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, vân vân và vân vân. Thứ ba, Isuzu D-Max 5 xe. Từ nhiều lần đứng cuối bảng phân khúc xe bán tải, nhưng đây là lần đầu tiên trong năm Isuzu D-Max góp mặt trong top xe ế nhất tháng. Không có ngoại hình lôi cuốn cùng nội thất nghèo nàn khiến cho người dùng không mấy hứng thú với D-Max. Isuzu trang bị cho D-Max khối động cơ diesel 1.9 lít giống với mẫu xe MUX. Khối động cơ này hiện đại và tiết kiệm hơn thế hệ cũ. Xe có tổng cộng 4 phiên bản với giá bán dao động từ 650 triệu tới 820 triệu đồng. Do thương hiệu Isuzu mờ nhạt tại thị trường Việt Nam, cùng với đó là việc thu hẹp hệ thống đại lý, phân phối khiến cho mẫu bán tải này chưa thể tăng trưởng được. Thứ tư, Toyota Land Cruiser 11 xe. Vốn được biết đến là dòng xe đa dụng nhờ khả năng chạy off-road và on-road ấn tượng, thế nhưng Toyota Land Cruiser có doanh số bán khá eo uột. Doanh số giảm 10 chiếc khiến cho mẫu SUV này lùi xuống một hạng so với tháng trước. Điểm trừ của Land Cruiser là mức tiêu hao nhiên liệu cao do sử dụng động cơ công suất lớn. Land Cruiser được trang bị khối động cơ V8 dung tích 4,6 lít, sản sinh công suất 304 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 439 Nm, xe đang được bán với mức giá là 4 tỷ 003 triệu đồng. Một mức giá không thực sự dễ chịu với đa số người dùng Việt Nam, vì thế nhiều người chọn mua SUV hạng sang hoặc SUV cao cấp với nhiều trang bị hơn. 5. Honda Accord 16 xe. Mang trên mình kiểu dáng đẹp và khả năng vận hành thể thao, thế nhưng Honda Accord lại có doanh số thấp nhất trong phân khúc sedan hạng D. Việc sụt giảm doanh số thêm 6 chiếc so với tháng 1 năm 2020 khiến cho Accord rơi xuống vị trí chót bảng. Honda trang bị cho mẫu sedan này động cơ tăng áp 2.4 lít Ivtech, sản sinh ra 175 mã lực và có cái công suất tối đa mô men xoắn lên tới 260 Nm. Hiện tại Honda Việt Nam đang phân phối Accord với giá bán là 1 tỷ 319 triệu đồng. Mức giá cao là nhược điểm lớn nhất của Accord và trang bị trên xe cũng không vượt trội hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc.